chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 1, phân số với tử số và mẫu số là số nguyên. Sách giáo khoa môn toán lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta vào chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 9 nào. Như vậy mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Tự yêu cầu này. Vẽ lại cái hình vẽ bên và tô màu. Để phân số biểu thị phần tô màu là 5/12. Đấy, như vậy thì cái hình này các em vẽ cho thầy. Nhớ là có bao nhiêu ô? 12 ô, đúng không? Đấy, 12 ô này nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc gì? Tô màu 5/12, tức là gì? Chúng ta sẽ tô mấy? Mấy ô các em? 5 ô, đúng không nào? Đó, chúng ta lấy màu đỏ cho nó hoành tráng, đúng không? Ta sẽ tô 5 ô. Đây, các em sẽ tô bất kỳ, nhưng mà miễn làm sao để gì? Đủ 5 ô thôi nhá, không được hơn và không được kém. Đấy, như vậy thì thầy sẽ chọn 5 cái ô đó, thầy tô. Được không? Được không các em? Đấy, 5 cái ô thầy tô đây này. Đó, tại vì thầy tô cái này có vẻ là hơi nhòe hơn, đúng không? Được chưa? Vậy thì đây sẽ là gì? Biểu thị cho 5/10, 12. Xong chưa? Rồi, sang bài số 2 nè. Đọc các cái phân số sau. Như vậy thì mình chỉ việc gì? Đọc. Cách đọc phân số, nhớ chúng ta sẽ đọc cái gì? Tử, sau đó đến phần và đến gì? Đến mẫu, đúng không? Đó, bài số 2, câu A này. 13 trên 3 này, trên âm 3 này, thì chúng ta sẽ đọc này. Đọc là gì các em? 13 là tử, sau đó đến gì? Phần này. Sau đó đến gì? Đến mẫu này, đúng không? Dễ như ăn kẹo, đúng không? Rồi, câu B này. Âm 25 phần 6 này, thì chúng ta sẽ đọc này. Đọc là này. Được chưa? Mình sẽ đọc tử này. Tử đây là âm 20, 20 mấy? 25. Đến gì? Đến phần này, đúng không? Mẫu là 6. Xong chưa? Rồi, tương tự như vậy, chúng mình sẽ có 0/5. Đấy, 0/5 này, thì mình vẫn đọc bình thường thôi, đúng không? Đọc bình thường được không? Rất bình thường. Các em sẽ đọc là tử là mấy? Tử là 0. Đọc là 0. Đến gì? Đến phần nè, đúng không? Đến mẫu nè, là 5. Được chưa? Rồi, câu D nhá. Âm 52/5. Đấy, tức là gì? Âm nè, 52 nè, trên gì? Trên 5 nè. Thì chúng ta sẽ đọc là, đọc là gì các em? Tử là âm 25, đúng không? Phần 5. Được chưa? Đó. Được chưa? Ok chưa các em? Ở đâu? Âm 52 mà. Thầy này mình đọc ngược rồi. Đây sẽ là âm 52 nhá. Âm nè. 52 mà. Âm 52. Hoặc chúng ta có thể đọc là gì? Trừ 52 cũng được mà, đúng không? Vì số âm này chúng ta có thể đọc là âm hoặc đọc là gì? Trừ. Đều được hết, không sai. Được chưa? Rồi, sang cái bài số 3 này. Một cái bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. 2 cái máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ.
Rồi, nếu bể đầy nước thì máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay là số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được. À, như vậy thì giờ thì yêu cầu mình là gì? Phải dùng phân số, đúng không? Rồi, bài số 3 nhé. Như vậy thì các em thấy nè, cái này nó sẽ có nè, một cái máy bơm là bơm vào, một cái máy bơm lại gì? Hút ra, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời nè, phân số biểu thị. Phân số nó biểu thị cái lượng nước. Biểu thị lượng nước cho cái máy bơm thứ mấy? Máy bơm thứ nhất này. 3 giờ đúng không? Máy bơm thứ nhất. Thứ nhất, ta hỏi là gì? Trong 1 giờ thì thằng này nó bơm trong 3 giờ thì đầy nè. Vậy thì trong 1 gì? Trong 1 giờ, đúng không? Trong 1 giờ hay là sau này? Đúng theo câu của người ta. Sau nhá. Sau 1 giờ. Sau 1 giờ sẽ là mấy cái âm? 3 trên gì? 3 trên 1. Đúng không? À, xin lỗi các em, 1 phần 3 chứ. 1 giờ tức là 1 trong 3 thì phải là 1 phần gì? 1 phần 3. Đó. Đúng không? Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì cái phân số mà biểu thị, em viết giống như ở trên thôi. Lượng nước máy bơm thứ hai, đúng không? Sau mấy giờ? Sau 1 giờ, đúng không? Sau 1 giờ sẽ là, vậy thì cái nước ở đây này là gì? Này, nước nó bơm gì? Bơm ra. Cứ sau 5 giờ thì nó bơm là hết nước ở trong bể ra, đúng không? Vậy thì chúng ta bơm ra, chúng ta phải trừ đi, đúng không? Nó sẽ là âm gì? Âm 1 phần 5. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Hai cái phân số mà chúng ta biểu thị cho nó này. 1 phần 3 và âm 1 phần gì? Phần 5 nhé. Xong chưa? Rồi, mình sẽ đến bài tiếp theo, bài số 4 nè. Thì yêu cầu này, tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau. Đấy, tức là gì? Mình sẽ xem các cái cặp phân số này nè, nó bằng nhau hay không bằng nhau. Chúng ta phải nhớ được nguyên tắc hai phân số bằng nhau, A trên B bằng với C trên D. Khi là gì? A nhân với D này bằng B nhân với gì? B nhân với C. Đó, thì hai cái phân số này nó sẽ làm sao? Bằng nhau. Đấy, chúng mình phải nhớ được những cái nguyên tắc. Học đến đâu chúng ta phải nắm được về lý thuyết nhé. Em nào quên chúng ta phải ghi vào trong sách hoặc trong cái tập ghi nhớ của mình ạ. Câu A này, âm 12 phần 16 này, và này 6 phần âm 8 này. Vậy thì mình xem này, nó có bằng nhau hay không? Thì mình phải xét cái gì? A nhân D với B nhân C này, nó có cùng kết quả thì được, đúng không? Chúng ta sẽ có này, A nhân với D tức là gì? Âm 12 nhân với âm 8 thì sẽ bằng bao nhiêu? 2 nhân 8 16, với 6 nhân 1, 8 nhân 1 là 8, nhân 1 là 9, đúng không? Và B nhân với gì? C này, tức là bao nhiêu? 16 nhân với 6 này, 6 nhân 6 36, với 6 nhân 3, 6 nhân 1 là 6, nhân 3 là 9. À, như vậy hai cái anh này đều có chung kết quả là gì? 96. Vậy thì ta sẽ có này. Vậy thì mình sẽ kết luận được ngay, âm 12 phần 10 16 sẽ bằng 6 phần âm 8. Đó, vì nè. Vì cái gì đây? Vì A nhân với D này, tức là âm 12 nhân với gì? Nhân với âm 8 bằng với bao nhiêu? Bằng với 16 nhân với 6, và chúng cùng có kết quả là bao nhiêu? 90, 96,
Xong chưa? Đó. Như vậy mình đã xong câu A nhé. Tương tự như vậy, mình sẽ xét câu B. Trong trường hợp đây, nếu mà chúng ta làm thi mà tính về giây á, tức là những em nào thi Vinompic toán á, thì ta nhìn thấy đây, số âm nhân với số dương này là số âm này, hai thằng này sẽ là số dương này, chắc chắn là gì, phân số này không bằng nhau. Nhưng mà trong bài toán này thì chúng ta phải gì, phải chứng minh ra vì sao nó không bằng nhau, đúng không? Đó. Nếu mà yêu cầu chúng ta trả lời nhanh thì chúng ta sẽ trả lời được ngay. Đấy, còn đây là phải tính toán chi tiết ra thì các em phải tính toán chi tiết ra. 33 phần 88 này. Nói ra mình cũng lại xét giống như ở trên. Chúng ta cũng sẽ có này. Âm 17 nè. Nhân với bao nhiêu? Nhân với 88. Đấy, tức là đây là một số gì? Số âm nhân với một số, số dương rồi đúng không? Đúng không? Đấy thì nó sẽ ra một số gì? Số âm thôi. Nó sẽ bằng 1.496 và đây số gì? Số âm. Đúng không? Đó, chúng ta xem có phải không nào. Rồi. Vậy thì cái thằng tiếp theo nè, 76 nè. Các em nhân với 33. Đấy, cái này các em có thể dùng máy chúng ta bấm cho nhanh. Nhân với 33 thì chúng ta sẽ được là 2.508. Như vậy thì nhìn đây mình sẽ thấy hai phân số này làm sao rồi, không bằng nhau. Vậy thì âm 17 phần 76 không bằng, đúng không? Hoặc em dùng cái dấu thăng cũng được đó, đúng không? Không bằng 33. Dấu thăng hay dấu khác đấy các em. Phần 88. Vì cái gì? Vì âm 17 này nhân với 88 này, nó sẽ làm sao? Âm 17 nhân với 88 nó sẽ làm sao các em? Không bằng bao nhiêu? 76 nhân với 33. Đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là bài số mấy đây? Bài số 4 nhá. Xong chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đến bài số 5. Viết các số nguyên sau ở dạng phân số. Đấy, tức là mình sẽ viết nó ở dạng gì? Dạng phân số thôi, đúng không? Câu A này, 2. Mà dạng phân số thì nó sẽ bằng cái gì? 2/1, đúng không? Câu B này, âm 5 thì dạng phân số sẽ là âm 5/1, đúng không? Câu C này, 0 này, dạng phân số sẽ là 0 trên gì? 0/0, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là kết quả của bài số mấy đấy? Bài số 5. 0/0 đúng không? Nó chơi thôi chứ 0/0 sao được. 0/0/1 nhá. Nhớ là tất cả các số tự nhiên, hay còn gọi là gì, hay là gì, số nguyên cũng vậy, thì khi chúng ta chuyển nó thành phân số thì đều có mẫu là mấy? Đều có mẫu là số 1 rồi nhá. Không là số nào khác, nhớ chưa? Rồi, đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện gì? Xong được cái phần bài tập và cũng kết thúc cái bài số 1 này. Đừng quên chia sẻ kênh và video của chúng mình nha. Rồi.